chưa mình ngắm mà mình ngắm mà kia bên ngay thì cứ để dưới thôi thầy, chúng mình phải đóng cửa cô đến mới đóng cổng thôi, mình đến được đi ngủ thì đóng, còn người còn có cái gạt này thôi chứ thời tiết như thế, nghe cô mỗi gạt thôi chứ thằng mua giảm cũng bằng cái sao nó con bọc sừng mà giảm một cái mày không có sao mà ông linh ra ra hài thì chứ tôi chưa được sao sao đang mới giảm tốn cái biển cái biển cái biển cắt nắm tiêu rồi hả biển cắt nắm tiêu để rồi cái gì có làm nhiêu tiền với công anh cái gì có làm mấy chục châu nói với Huyền Đồi là Huyền Đồi Tân Kỳ là hiện đại nhất đấy. Hiện đại nhất chứ. Với mới bộ chỉ huy quân sự tỉnh làm là xong Huyền Đồi làm thứ hai. Có rửa đó nè. Rồi xong rồi. Rồi thứ hai Huyền Đồi Tân Kỳ. Nhìn cái tránh đàm của hiện đại nhất. Bà cơ quan được. Các cái Huyền Đồi Tân Kỳ. Ai nè. Của Hoàng Mãi Quân Liệu chứ vì Người Đan. Người Đan mình nuôi nhưng mà Người Đan mình nuôi. Bá huyền được à. Nhưng mà Hoàng Mãi bán hàng rẻ tiền. Cái này là rập khuôn theo của Bộ Chỉ quân sự tỉnh ạ. Còn của Hoàng Mãi là làm hàng nội địa. Giá cống. Mô tớ mua về từ Lộc. Đấy. Chị tặng cái được. Nhìn cháu mình nhưng mà dơm.